Cái bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình sẽ ghi tên cho cái bo này ở trên đây và add cái logo của riêng mình vào. Thì đầu tiên là bạn muốn ghi tên thì bạn bật play nè, bạn gõ là gì string nè. Đó thì bạn chọn cái lớp top overlay, bottom overlay, đó thì tùy bạn, này nó cho mình gõ string vào đây. Đó. Các bạn bấm duplicate vào, đấy nó cho mình string đây nè. Ví dụ như BCP demo gì đó. Rồi. Ok. Nó cho mình là một cái tên liền. Bạn muốn to nhỏ thì bạn chỉnh kích thước của nó. Đấy thì mình ghi chú cái bo của mình. Bấm duplicate vào. Rồi mình cho cái kiểu nè, hai stack của mình nè. To lên, ví dụ như 100 đi. Đó, to lên rồi. Rồi mình cho là cái phông chữ của mình nè. Kiểu gì đó. Đó. Rồi cho cái độ rộng của nó nè, dài ra gì đó thì tùy bạn. Rồi góc quay nữa đấy, thì tùy cũng cho quay như cho gõ hình 3D nè. Mình nhìn thấy nè, cái mặt của mình đây có cái chữ đây. Đấy, được chưa? Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là add một cái logo vào. Thì để add logo thì bạn phải có một cái file gọi là Spreak các bạn. Thì cái này bạn tải trên mạng từ cái link của mình gửi á. Thì mình sẽ copy vào cái Odyssey. Đó, vào trong cái Antium đây nè. Đó, rồi bạn bỏ đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo mình sẽ add cái logo từ cái file script đó. Rồi các bạn vào file nè, các bạn run script. Rồi các bạn mở cái file đó lên. Do là mình có rồi nên là nó hiện ở đây. Rồi các bạn file nè. Đó, các bạn tìm đến cái Odyssey á. Đó, các bạn vào cái Antium nè, các bạn mở cái script này lên nè. Rồi bạn chọn cái đầu tiên này nha. Rồi bạn chọn cái PCB nè. Rồi bạn chọn cái là PCB logo crack nè. Đó các bạn chọn cái file này PCB logo raster nè. Đó thì lúc này nó sẽ ra cho mình đây nè. Rồi bạn bấm chọn cái run converter script nè, bạn chọn ok. Thì lúc này nó sẽ chạy và tạo ra một cái file PCB nè. Đó rồi bây giờ mình sẽ load một cái ảnh cái logo của mình vào đây. Đấy, đây là cái lớp mà mình muốn hiển thị cái logo á. Thì thường thì logo của mình ở dạng là cái top overlay. Đấy, tức là cái dạng như là dạng chữ gì đó. Rồi bạn load vào nè. Rồi bạn load vào. Ở đây thì trong cái mà Antium clip của mình nãy thì nó sẽ cho mình một số cái hình ảnh nè. Để mình load lên thử. Đó, thì cái file cái dạng này, dạng bạn nó cho phép mình load vào dạng là BMP nè, bitmap á. Đấy thì các bạn tạo một cái file mà chấm là BMP thì các bạn sẽ load vào. Đây nó cho mình một số cái ảnh này test thử nè, nó đó, được chưa? Đấy. Thì cái file mình nó càng hình nó càng nặng thì bạn thì nó load nó càng lâu. Và cái hình ảnh của mình nó không được sắc nét thì các bạn tạo cho nó cũng đừng có nặng lắm. Rồi các bạn add vào thôi. Rồi thí dụ như mình add cái chữ logo này vào nha. Rồi open nè. Rồi cái này mình sẽ bấm là chuyển đổi nè, convert nè. Còn chỗ này là cái độ rộng lớn của mình. Ví dụ như cái size của thằng này là 636 nè, nhân cho 300 mil nè nó. Rồi mình sẽ convert nha. Nó thì lúc này cái logo này nó sẽ tạo ra ở cái lớp là top overlay. Và nó sẽ nằm ở cái PCB mình mới tạo nè. Rồi, đó bạn đóng lại, nó tạo cho mình một cái logo ở cái lớp top overlay nè. Rồi các bạn copy cái thằng này, Ctrl C. Rồi các bạn qua cái bo của mình nè. Các bạn bấm Ctrl V.
Đó. Thì lúc này nó sẽ được một cái logo ở đây cho mình, rồi các bạn di chuyển nó. Thì dù mình muốn di chuyển lên đây đi thì mình bỏ lên đây. Đó. Rồi ok cho các bạn, rồi mình bỏ số 3 mình xem là nó cái logo mình chưa. Đó thì tùy các bạn muốn tạo một cái logo cho riêng mình thì các bạn tạo xong rồi các bạn add vô đây. Đấy. Đấy là cái cách mà các bạn ghi cái chữ vào, add một cái logo vào.